Ngày 25 tháng 3 năm 2014, tại 6 điểm thi ở các trường trung học cơ sở Thủy An, thị trấn Đông Triều, Bình Khê, Mạo Khê 2, Nguyễn Đức Cảnh và Tiểu Vĩnh Khê, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức khai mạc cuộc thi Violympic toán trên Internet vòng thi cấp huyện năm học 2013-2014 cho học sinh lớp 5 và lớp 9 trong toàn huyện. Tham dự kỳ thi năm nay, huyện Đông Triều có 421 học sinh, trong đó học sinh lớp 5 có 267 em và học sinh lớp 9 có 154 em đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Cuộc thi Violympic toán trên Internet tạo môi trường thân thiện để học sinh giao lưu học tập tích cực, phát huy khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tìm kiếm thông tin, tham gia các hoạt động học tập, giúp các em làm quen với Internet, nâng cao chất lượng và tạo thêm hứng thú cho học sinh học tập môn toán, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng kịp thời các em có khả năng học toán. Qua đây đánh giá việc thực hiện giảng dạy và học tập bộ môn tin học, môn toán và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện.